Ok, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải âm thanh của chị Google về. Và mình sẽ vô ghi là Google dịch nha các bạn. Ok, thì nó sẽ ra cái bảng này. Nếu các bạn không có bảng này thì các bạn có thể nhấn vào chữ Google dịch đó. Ok, thì nó sẽ ra trang này. Ok, nhưng mình sẽ làm trang này, tại vì mình đã có trước rồi. Mình sẽ ghi một đoạn văn bản nào vô, thì mình phải chỉnh sang tiếng Việt. Xong một đoạn về giới thiệu kênh mình, thì tiếp theo các bạn nhấn Ctrl Shift Y hoặc là kiểm tra phần tử nha các bạn. Chuột phải là nhấn kiểm tra phần tử. Thì mình sẽ, nó hiện lên bảng này, mình sẽ chọn vô Network ở chỗ thứ tư. Và lần đầu thì nó không có chạy bay lên chữ Media là chữ On. Thì bây giờ mình sẽ chuyển lại thành chữ Media. Ok, mình phải cho chạy dòng chữ trước tiên nha các bạn. Thì nó sẽ hiện một cái thư mục ở bên kia, thì mình có thể nhấn đúp hoặc là chuột phải vào nhấn Open in New Tab. Nhớ mình sẽ chọn cách đó. Tổng hợp 24 giờ nha. Các bạn cảm ơn nghe tiếng các bạn. Ok, và mình sẽ nhấn lưu cái tiếng này về tải xuống. Mình sẽ mở trong thư mục của mình. Ok, và mình sẽ chạy thử. Ok, nhớ mình sẽ vật trở xuống xíu. Tổng hợp 24 giờ nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, ok, đã thành công. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, share và một đăng ký cho kênh mình phát triển nha các bạn. Bye bye và xin gặp lại các bạn ở video sau.